Nhiều ngôi nhà tốc mái do lốc xoáy áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối ngày 17 đến ngày 18 tháng 9, tại một số vùng ở tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có mưa to và lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Tại Thừa Thiên Huế, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trận lốc xoáy đã xảy ra ở hai xã Phú Xuân và xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, đã làm một người bị thương nhẹ, hiện được sơ cứu tại trạm y tế xã Phú Hồ, 12 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, xã Phú Hồ 8 nhà, xã Phú Xuân 4 nhà. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang đã huy động lực lượng bộ đội, dân quân và các lực lượng tại chỗ khẩn trương cơ động đến hiện trường. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng cơ bản đã khắc phục xong thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi tới hơn 400 mm. Ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, đặc biệt là có phương án di rời nhân dân ở những nơi thấp trũng có nguy cơ ngập lụt đến các vị trí an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tại xã ven biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ba nhà dân, nhiều mái che và một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng. Khoảng 200 cây trồng lâu năm ven biển đã bị gãy đổ, một số diện tích hoa màu bị hư hại. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động, động lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục, lập lại nhà cửa, mái che và các công trình hư hại, giúp các hộ dân ổn định tình hình. Theo đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu. Tại Quảng Ngãi, tối ngày 17 tháng 9, trận gió lốc đã làm nhà ông Nguyễn Thành Tâm ở thôn Thanh Thủy bị tốc mái hoàn toàn, nhà ông Nguyễn Cu ở cùng thôn bị tốc mái khoảng 40% và nhà ông Tiêu Ngọc Thành ở thôn Phước Thiện bị tốc mái khoảng 50%. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số cây cối bị ngã đổ. Được biết, xã Bình Hải là địa phương ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi và các năm trước cũng thường xuyên xảy ra rông lốc gây hư hỏng nhà cửa của người dân.